Kính thưa giáo sư chủ tọa, kính thưa các, các quý đồng nghiệp. Thay mặt uh, nhóm nghiên cứu, uh, em uh, xin phép uh, trình bày cái đề tài kết quả đề tài nghiên cứu là viêm phổi do mycoplasma uh, ở trẻ em tại uh, khoa nhi bệnh viện Mai. Thì uh, về viêm phổi thì, uh, đặc biệt là viêm phổi trẻ em thì uh, vẫn là một cái vấn đề bệnh tật gánh nặng bệnh tật rất là lớn theo cái nghiên cứu thống kê của tổ chức uh, nghiên cứu gánh nặng bệnh tật toàn cầu ở trên trẻ em thì thống kê thấy rằng cái tỷ lệ uh, trẻ trẻ mà bị tử vong do viêm phổi đứng thứ hai trong các cái nhóm bệnh tật ở trẻ dưới 5 tuổi và có thể chiếm đến 15% trong tổng số các cái căn nguyên các nguyên nhân gây tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi. Và vì vậy thì đặc biệt ở những nước đang phát triển viêm phổi vẫn là vấn đề uh, sức khỏe rất lớn đối với cái nước đang phát triển ở trẻ em và nó là căn nguyên gây tử vong rất là cao thứ hai nữa là trong các cái nhóm nguyên nhân gây viêm phổi thì viêm phổi do vi khuẩn cũng đã chiếm tỷ lệ khá lớn chiếm thường khoảng ba bốn và trong các cái căn nguyên viêm phổi do vi khuẩn thì một cái căn nguyên rất đặc biệt đó là viêm phổi do Mycoplasma uh, cũng chiếm một cái tỷ lệ không nhỏ và đặc biệt cái viêm phổi do mycoplasma thì nó là một cái vi khuẩn không điển hình. Vì vậy các cái triệu chứng lâm sàng nó cũng sẽ không điển hình, đa dạng hơn, phong phú hơn và đặc biệt một điều nữa trong quá trình điều trị thì nó cũng không nhạy cảm với các kháng sinh mà chúng ta sử dụng để điều trị viêm phổi thông thường. Vì vậy thì các cái đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng cũng như là các cái điều trị ở uh, trẻ bị viêm phổi do mycoplasma cũng có rất nhiều điểm khác biệt một điều đặc biệt nữa là viêm phổi cái căn nguyên cái mycoplasma thì nó là vi khuẩn không điển hình trước đây cái việc phát hiện thì thường khó khăn hơn và cái nuôi cấy cũng phải thời gian rất là nhiều rất là lâu mà không phải chưa cơ sở nào cũng có cái điều kiện để nuôi cấy ra để tìm ra căn nguyên mycoplasma và gần đây thì các cái xét nghiệm uh, trong lĩnh vực sinh học phân tử thì đã giúp cho cái việc phát hiện uh, căn nguyên mycoplasma sẽ được uh, mở rộng thêm và cái tăng cái độ nhạy độ đặc hiệu lên và giúp cho cái việc trần đoán nó trở nên chính xác hơn và nhanh hơn à, chính vì vậy mà cái tỷ lệ phát hiện ra viêm phổi do mycoplasma ngày càng được uh, uh, phát hiện nhiều hơn uh, và cũng để có một cái nhìn nó toàn cảnh hơn về cái về vấn đề viêm phổi do mycoplasma ở trẻ em thì uh, chúng tôi cũng thực hiện cái đề tài này là nhằm uh, đánh giá những cái đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm phổi do mycoplasma, vậy nó có gì khác biệt, có gì thì thay đổi hoặc có cái gì nó không giống như cái viêm phổi thông thường ở trẻ em, đấy là cái mục đích của cái đề tài này. Thì về viêm cái căn nguyên mycoplasma thì nó là vi khuẩn không điển hình, thì nó cũng là một trong những cái ở các nước thì người ta nghiên cứu về thống kê thấy là nó cũng là một trong những căn nguyên mà gây ra các cái, cái có yếu tố dịch tễ có thể tạo ra những cái vụ dịch các cái ổ dịch viêm phổi ở cộng đồng, đặc biệt là các cái khu nhà trẻ ở cái các cái lớp học thì nó cũng là cái điều rất là đáng lưu tâm ở trong cộng đồng. Thứ hai nữa là cái tổn thương của mycobacterium trong cơ thể nó cũng rất phong phú đa dạng và nó ở gây tổn thương ở nhiều cơ quan khác nhau, có thể ở phổi, đặc biệt là điển hình nhất là phổi, có thể ở não, có thể ở thận và có thể cả ở trên các cái cơ quan khác như là gan. À, thế vì vậy các cái triệu chứng lâm sàng ở uh, trẻ bị viêm phổi microplan đôi khi rất dễ bị nhầm một điều đặc biệt nữa là các cái triệu chứng thì nó cũng không vì vi khuẩn không điển hình và đôi khi cũng không điển hình và nó rất phong phú đa dạng và không như một cái diễn biến thông thường ở trẻ viêm phổi tuy nhiên thì người ta thống kê thấy rằng thì các cái dấu hiệu của viêm phổi do microma thì cũng có những dấu hiệu khởi đầu bằng sốt cao mệt mỏi có thể có kèm theo cái đau đầu có cái ho và đặc biệt là các cái triệu chứng Uh, khác toàn thân kèm theo nó thường nhiều hơn, phong phú hơn, đa dạng hơn so với viêm phổi do vi khuẩn thông thường. Và các cái trần đoán thì trước đây gần như dựa vào theo kinh nghiệm hoặc dựa vào cái đặc điểm x quang là chính. Và gần đây thì các cái xét nghiệm về PCR trong cái phát hiện microma đã được tăng cường hơn. Uh, và chính vì vậy thì làm tăng cái khả năng phát hiện ra cho trần đoán cho cái trong công tác điều trị và điều trị hiện nay thì theo phác đồ bộ y tế cũng đã, đã ban hành thì viêm phổi do mycoplasma thì đầu tay vẫn là dùng nhóm macrolide và đầu đầu tiên là người ta thường sử dụng cái nhóm cái thuốc là azithromycin với cái liều là 10 mg cân nặng trong ngày đầu ở trẻ em và tối đa là 500 mg à, tiếp theo là bộ sợi 4 ngày là liều 4 mg trên 5 mg trên cân nặng trong 4 ngày hoặc có thể dùng đến, đến sang cái thuốc clarithromycin liều 15 mg trên cân nặng trong mỗi 12 giờ trong trường hợp nếu mà thất bại với nhóm macrolide thì có thể dùng sang nhóm quinolone tuy nhiên thì ở trẻ em thì người ta cái việc dùng quinolone rất rất hạn chế gần như là không có chỉ định bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề phát triển sụn của trẻ em và uh, quinolone chủ yếu chỉ uh, ứng dụng điều trị áp dụng trên người lớn và có thể một nhóm thuốc nữa có thể được dùng để điều trị là nhóm doxycycline và trong các cái trường hợp mà một số nghiên cứu gần đây thì người ta thấy nếu như mà các cái triệu chứng nó quá rầm rộ hoặc là bị sốt kéo dài hơn các cái tổn thương phổi các cái triệu chứng về các cái gian ở phổi có cái tính chất của hen nhiều hơn thì có thể dùng thêm corticoid và những cái trường hợp nhập nặng nhiễm trùng nặng nữa thì cũng có thể dùng đến IVIG Tại khoa nhi bệnh viện Mai, chúng tôi cũng đã có những trường hợp phải dùng đến IVIG thì mới cải thiện được cái kết quả điều trị. À, đề tài này chúng tôi đã được thực hiện uh, trên một cái nhóm trẻ từ 2 đến 15 2 tháng đến 15 tuổi và được uh, chẩn đoán uh, thông qua cái xét nghiệm uh, PCR uh, để chẩn đoán mycoplasma uh, tại cái thời điểm mà bệnh nhân trước khi vào viện khi chưa sử dụng kháng sinh. Trong thời gian trong vòng 1 năm và với cái nhóm mà chúng tôi nghiên cứu là ở đây là có 60 trẻ đủ tiêu chuẩn để chuẩn đoán viêm phổi và có kèm theo là có PCR mycoplasma dương tính và à, nuôi cấy dịch tị hầu âm tính với vi khuẩn thông thường. Còn nhóm đối chứng, nhóm so sánh thì chúng tôi cũng chọn một nhóm gồm 60 trẻ mà viêm phổi có đủ tiêu chuẩn để chuẩn đoán viêm phổi và có mycoplasma âm tính và dịch tị hầu thì dương tính với vi khuẩn thông thường. Thì đấy là cái nhóm để chúng tôi tham chiếu. Và chúng tôi loại trừ những cái trẻ mà bị các cái bệnh kèm theo, ví dụ như bệnh về máu, bệnh cầu, bệnh thận, bệnh về tim bẩm sinh hoặc suy giảm miễn dịch. Thì chúng tôi loại trừ khỏi nhóm nghiên cứu để đánh giá cái sự tương đồng. À, nghiên cứu này thì được thực hiện tại Khoa Nhi Bệnh Mai trong một năm và trong cái thời gian điều trị thì chúng tôi cũng đã thu thập được tổng số là 60 trẻ có cái kết quả mycoplasma dương tính với bằng phương pháp PCR và uh, các cái kết quả thu được thì chúng tôi sử dụng các cái thống kê mô tả và cũng như dùng cái cách test thống kê trong kiểm định kết quả thì chúng tôi thu được thì nói chung là tuổi về mặt tuổi thì nhóm viêm phổi do mycoplasma có cái độ tuổi trung bình cao hơn hẳn với nhóm vi à, khuẩn thông thường và thứ hai nữa là về giới thì cũng không có sự khác biệt à, hai cái cái giới trẻ trai và trẻ gái có cái tỷ lệ nhiễm là ngang nhau à, cái triệu chứng cơ năng thường gặp ở cái trẻ viêm phổi do microna thì chúng tôi nhận thấy là có cái tỷ lệ trẻ có cái ho đờm thì cao hơn chiếm đến 95 và đặc biệt cái triệu chứng viêm viêm long đường hô hấp ở cái nhóm trẻ viêm phổi Mycoplasma lại cao hơn À, và cái sự khác biệt này chúng tôi ghi nhận thấy là có cái sự khác biệt rất là rõ. Và các nghiên cứu ở nước ngoài thì cũng đều có cái sự tương đồng, ví dụ như Jonathan thì nghiên cứu 180 trẻ thì cũng thấy 99% là có ho và sốt. Và Cuti thì cũng có thấy rằng là cái triệu chứng ho sốt cũng rất là khá phổ biến, à, chiếm đến trên 95%. À, một điều đặc biệt nữa ở trong cái nghiên cứu này là chúng tôi nhận thấy đó là cái, cái triệu chứng ở ngoài cơ quan hấp như là tiêu chảy ví dụ như hoặc co giật thì ở cái nhóm uh, nôn ở cái nhóm mà viêm phổi mycoplasma thì cao hơn cái nhóm vi khuẩn thông thường thì cái này cũng là theo cái tổng quan như tôi trình bày từ đầu là các cái tổn thương ở cơ quan đích ở các cái cơ quan khác thì nhiều hơn cao hơn so với các cái cơ quan khác uh, so với viêm phổi những cái nhóm viêm phổi do vi khuẩn thông thường và đặc biệt là trong các cái triệu chứng về thực thể thì chúng tôi ghi nhận thấy là cái trẻ mà có cái ý, tiếng gian rít ở phổi nó giống như cái hen thì là nó ở cái nhóm trẻ mà viêm phổi mycoplasma sẽ cao hơn so với lại cái nhóm trẻ vi khuẩn thông thường với cái, cái tỷ lệ và cái sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê. Về mức độ suy hấp thì chúng tôi không nhận thấy là có cái sự khác biệt nào. Về mặt cận lâm sàng thì chúng tôi thấy là ở cái nhóm trẻ viêm phổi do mycoplasma thì có cái số lượng bạch cầu trung bình thấp hơn so với nhóm vi khuẩn điển hình, vi khuẩn thông thường. Thì cái này cũng là rất là dễ hiểu bởi vì các cái vi khuẩn thông thường thì cái 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 phản ứng viêm rồi tăng bạch cầu nó rõ ràng hơn so với cái có cái sự khác biệt về mặt cái số lượng bạch cầu trung bình. Đây là sự khác biệt về mặt cận, cận lâm sàng và cái tỷ lệ bạch cầu đa nhân trung tính cũng sẽ tăng ở cái nhóm viêm phổi vi khuẩn thông thường cao hơn so với nhóm so với nhóm vi khuẩn uh, do mycoplasma uh, và ở đây nữa thì chúng tôi thấy rằng cái tổn thương trên x quang trên cái bệnh nhân mà bị viêm phổi do mycoplasma thì có cái tỷ lệ tổn thương ở cái cái phân loại tổn thương ở tổn thương khu trú thì lại cao hơn so với cái nhóm vi khuẩn khác và nhóm vi khuẩn khác tổn thương lại cái, cái tỷ lệ là cái tổn thương lan tỏa và về mặt vị trí tổn thương thì chúng tôi nhận thấy là cái tổn thương ở thùy, khu trú ở thùy giữa của phổi phải thì chiếm tỷ lệ chủ yếu. Cái này cũng khác biệt, có cái sự khác biệt rất là rõ ràng so với cái, 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 cái nghiên cứu khác. Như vậy thì kết quả nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi có thể có một số những kết luận như thế là cái tuổi thì nó gặp thường là cái tuổi học đường, tức là tuổi trung bình từ 6 tuổi trở lên và cái thời gian mắc trước khi đến viện là trung bình khoảng 6,5 ngày. À, thời gian sốt thì khoảng 4 sấp xỉ 5 ngày 4,9 ngày à, ho đờm sốt cao chiếm tỷ lệ phổ biến và các cái triệu chứng thực thể là chủ yếu các cái lúc đầu là triệu chứng với cái hội chứng là đông đặc sau đó thì có cái các cái tiếng gian là đặc biệt gian dít thì nhiều hơn và tổn thương ở một thủy phổi chiếm tỷ lệ cao à, ít có cái sự thay đổi về bạch cầu và CP thì cũng có cái thay đổi cao hơn ở cái nhóm trẻ mà có cái trên 5 tuổi. Như vậy thì qua cái nghiên cứu này chúng tôi nhận thấy là à, cái một số những cái vấn đề về về chẩn đoán viêm phổi do Mycoplasma ở chị em thì thấy là một là cái tuổi thì trên 3 tuổi. Thứ hai là ho sốt à, thường là thời gian trên một tuần. Các triệu chứng kèm theo các triệu chứng ngoài phổi và đặc biệt là không đáp ứng với kháng sinh thông thường. À, một cái khi mà chúng ta nghĩ đến mycoplasma thì chúng ta sẽ cần có cái chỉ định chẩn đoán là xét nghiệm PCR um, để chẩn đoán mycoplasma khi có các dấu hiệu gợi ý, đặc biệt là cái mức độ tổn thương trên X quang không tương ứng với cái mức độ sốt cao hoặc hình ảnh tổ, tổn thương X quang là một cái tổn thương khu trú. Đấy thì đấy là những cái dấu hiệu mà những cái kết luận mà chúng tôi rút được ở trong nghiên cứu này. Thì cái phần trình bày của tôi đến đây hết xin chân thành cảm ơn.